Trong năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nên đã đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với từng cấp độ dịch nên đã tăng doanh thu lợi nhuận cũng như thu nhập cho người lao động. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị. Với mục tiêu phòng chống dịch gắn liền với sản xuất kinh doanh, có những thời điểm thực hiện phương án 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Đơn vị này vẫn duy trì sản xuất hiệu quả, luôn thực hiện 5K, nỗ lực để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Ban giám đốc công ty đã đưa ra phương án việc khi lúc công nhân đến nhà máy sản xuất vào cổng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Lúc mà vào sản xuất là phải đeo khẩu trang, găng tay, bảo mũ bảo hộ, lao động đầy đủ theo chế độ 5K của Bộ Y tế. Như vậy mà công ty đã được làm bình thường, anh em mọi công nhân là có được thu nhập ổn định trong mùa dịch COVID-19 này. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh nên toàn cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị làm việc vẫn an toàn. Các chính sách hỗ trợ cũng được triển khai kịp thời để người lao động an tâm. Năm 2021, đơn vị vẫn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Hiện nay để đảm bảo quá trình phục hồi sản xuất trong tình hình mới thì công ty đã trên cơ sở là đảm bảo công tác phòng chống dịch thì công ty đã thực hiện chế độ tăng ca làm việc cho anh em công nhân để mà đảm bảo cái sản lượng cũng như là dự trữ cái sản lượng trong mùa vụ tới của phục vụ cho bà con nông dân xuống vụ kịp thời. Trong tình hình mới thì cán bộ thị trường sẽ chủ động đi tìm kiếm các cái nguồn cái kênh thị trường mới và các cái khu vực mới để nhằm để đảm bảo cái sản lượng mà bị thiếu trong cái thời gian dịch vừa qua đã ảnh hưởng. Năm 2022, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa tăng năng suất, sản lượng, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu mới và kết nối mở rộng thị trường, tìm chọn thêm đối tác mới để tiêu thụ sản phẩm, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và sản xuất an toàn.